giáo sư Võ Văn Ái thì bây giờ thì trở lại với những cái hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thưa giáo sư Ái, thì hôm thứ Sáu vừa qua thì chúng tôi cũng có dịp phỏng vấn Thượng tọa Thích Đắc Đẳng và ông Nguyễn Cương, là một thành viên của UBCB, đó là cái tên viết tắt của một cái tổ chức mà được ra mắt ở tại Chùa Phát Luân trong cuối tuần vừa qua, ra mắt cái thành phần nhân sự của UBCB, cũng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nếu mà dịch nguyên chữ ra vẫn được sử dụng là như vậy, thì giáo sư Ái có ý kiến gì không ạ? Dạ, thưa anh Dương Phục và quý vị khán giả, đối với chúng tôi thì đây là một cái nhóm người không lớn lắm ly khai khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua những cái quyết định số 21 của Đức Tăng Thống, thì cũng đã khai trừ những cái vị giáo phẩm trong văn phòng hai viện hóa đạo ở bên Hoa Kỳ, trong đó có đứng đầu là Thượng tọa Đắc Đẳng, Sư Bà Nguyên Thanh, vân vân. Thì sáu người đó đã vi phạm hiến chương, tức là đã làm trái ngược lại với cái đường lối và lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì tôi nghĩ là trên một cái nước như nước Hoa Kỳ là cái nước tự do, ai cũng có quyền lập hội, lập đảng hay là làm bất cứ vấn đề gì, kể cả vấn đề giáo phái, người ta cũng có thể lập những cái đảng. Tôi thấy có những cái giáo phái mà thờ đá cuội, nó cũng có tự do được. Thì tôi nghĩ rằng trong trường hợp này thì Thượng tọa Đắc Đẳng có quyền làm những cái việc đó, với điều kiện là Ngài phải đặt một cái tên khác. Còn nếu như Ngài vẫn tiếp tục dùng cái chữ gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà dịch cho tên Anh gọi là UBCB, Unified Buddhist Church of Vietnam, thì cái đó là một cái sự tiến dần. Cái đó thì Thượng tọa Đắc Đẳng có thể dùng được trước ngày 4 tháng 8, tức là cái ngày 4 tháng 8 là ngày Thượng tọa viết đơn xin từ chức. Rồi đến ngày 8 tháng 8 thì Đức Tăng Thống ra cái quyết định số 20 chấp nhận sự từ chức đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà tiếp Thượng tọa tiếp tục như vậy, tôi thấy là một cái người không hiểu biết, bởi vì nếu như mình là thành viên thì mình phải chấp hành cái hiến chương của giáo hội, và nếu mình bất đồng, mình không thích cái hiến chương, cái lập trường, cái đường lối của giáo hội nó có bao nhiêu thế kỷ đã qua đó mà mình không đồng ý, thì mình có quyền đi ra, rồi mình ra mình lập một cái khác, thì cái đó là cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà cái không có tự nhiên và bất thường ở cái chỗ là đã xin từ chức tất cả các mọi chức vụ ở trong giáo hội, rồi bây giờ lại tiếp tục dùng cái chức vụ cũ với một cái danh xưng tiến dân của giáo hội, thì tôi cho cái đó nó không có lương thiện lắm. Thì có thể cái tổ chức vừa qua thì nếu như mà không dùng cái danh xưng UBCB, tức là tên tiếng Anh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà tiếp tục dùng cái đó thì tôi cho là nó không đúng và nó sai từ đối với hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và đối với luật pháp thì tôi nghĩ cũng sai, là bởi vì cái danh từ UBCB mà đi đăng bạ năm ngoái vào ngày 3 tháng 7 2014, mà lúc đó chúng tôi có mặt ở Houston đó, thì trong đó chỉ có 3 thành viên ở trong cái hội đồng quản trị, thì cái danh xưng UBCB đó được viết ra với một cái assumed name, là cái tên thường dùng, là văn phòng hai viện hóa đạo. Và chính Thượng tọa Đắc Đẳng cũng đã mở một cái chương mục văn phòng hai viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng mà bây giờ đã xin từ chức, mà chẳng những từ chức mà còn bị khai trừ ra khỏi giáo hội nữa và vẫn tiếp tục dùng, thì tôi cho đó là cái điều không đúng. Vâng, thưa giáo sư Ái, như vậy là có nghĩa rằng là nếu mà dùng một cái chữ gì khác, một cái từ gì khác để mà cho cái tổ chức của Thượng tọa Đắc Đẳng thì được, có phải vậy không ạ? Đặt cái đó thì chúng tôi không có quyền gì hết, là bởi vì tôi nghĩ là chúng ta ở trong một cái nước tự do thì mình muốn lập hội, lập giáo phái gì mình cũng có quyền hết, mình chỉ cần đi đăng bạ thôi. Cũng giống như bây giờ mình có một cái tiệm đã có dân sinh rồi mà tự nhiên mình mở bên cạnh đó, mình dùng cái tên đó thì chắc chắn là cái tên cũ đã đăng bạ người ta sẽ kiện lên ngay tức khắc. Thì bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái vụ kiện của tổ hợp luật sư Tammy Trần đó, thì Tammy Trần đó thì cũng đang đặt cái vấn đề đó, đó là vấn đề tiếng dân,
đã xin từ chức và đã được chấp nhận từ chức và còn bị khai trừ ra khỏi giáo hội mà tiếp tục dùng cái chữ EBCD hay là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là cái điều bất hợp pháp. Còn cái chuyện mà làm đúng hay sai thì tôi không dám nói vào đó, nhưng mà nếu thượng tọa Thích Đẳng mà dùng một cái danh xưng khác thì chúng tôi không có vấn đề gì để mà đề cập với thượng tọa hết. Nhưng mà chúng tôi sở dĩ phải đề cập thì là bởi vì cái chỗ tiếng danh đó. Bây giờ ngoài cái chuyện tên, cái danh, thì nếu mà đổi một cái tên khác thì có nghĩa rằng là vẫn có hai cái giáo hội dùng cái tên nào cũng hoạt động song song. Và đối với các Phật tử thì cái điều này nó cũng khó, cũng khá là bối rối cho các Phật tử không biết là theo bên nào. Có phải vậy không ạ? Dạ, thì tôi thấy rằng thực sự ra thì trong cái đạo Phật nó cũng có nhiều cái môn phái lắm. Năm 1964 trong cái đại hội toàn quốc đầu tiên tổ chức ở Sài Gòn đó thì cũng đã có 11 cái hệ phái khác nhau đồng ý với nhau là thống nhất Phật giáo Việt Nam. Còn trước đó thì họ có nhiều lắm, Cổ Sơn Môn rồi thì Đủ Thức Hội, Tịnh Độ Chánh Tông vân vân, thì nó có nhiều tên tích họ hoạt động riêng lẻ. Và ngày xưa thì những thời pháp thuộc thì các ngài đâu có tổ chức chung, họ làm theo môn phái. Dạ, vâng. Gọi là sơn môn. Thưa giáo sư, cái ý dạ, của chúng tôi đầu tiên mà Phật giáo thống nhất đó, là nó thống nhất được 11 hệ phái. Thì bây giờ như ví dụ Thượng tọa Đắc Đẳng ra lập một hệ phái khác thì đối với chúng tôi nó cũng không có vấn đề gì đâu. Vâng. Bởi vì người ta có quyền làm như vậy, nhưng mà đừng có tiến danh thôi. Chứ còn vấn đề mà lập hội khác thì nó cũng chả có sao. Vâng, nếu mà lập hội khác thì cái đơn kiện sẽ ngừng phải không ạ? Cái vấn đề kiện bây giờ là kiện vì tiếng danh chỉ cái tên, có đúng không ạ? À, vâng, dạ. Vâng. Nó có hai vấn đề trong cái vụ kiện này, thưa anh Dương Phục. Thứ nhất là vấn đề tiếng danh, đã xin từ chức, rồi còn bị khai trừ nữa, mà vẫn tiếp tục dùng cái danh xưng của phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì cái đó là cái tiếng danh. Với cái thứ hai là cái vấn đề bán cái chùa Phật Quang, là một cái chùa đó là cái sở hữu chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thượng tọa Đắc Đẳng chỉ là cái vị quyền chủ tịch của văn phòng 2, tức là thay mặt cái tổ chức đó đi mua cái chùa đó, nhưng mà cái sở hữu của cái chùa đó là của giáo hội. Nhưng bây giờ tự nhiên lại bán cái chùa đó đi mà không hỏi ý kiến giáo hội, cũng không cho tất cả những cái người đã cúng dường hay cho mượn biết ấy, thì tôi cho cái điều đó là vi phạm luật pháp cũng như vi phạm với cái hiến chương. Thì đã có hai trong cái vụ kiện này, đã có hai vấn đề. Vâng, thưa giáo sư Ái, qua cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi với lại Thượng tọa Thích Đắc Đẳng thì cái lời giải thích là vì phải trả nợ cho nên phải bán chùa để mà trả nợ và không thể tiếp tục gây quỹ trong cái tình hình như thế này được nữa. Đó là cái lý do được đưa ra để giải thích cái chuyện tại sao lại bán chùa, bởi vì chùa đó thì cũng được mua là do cái tiền vay mượn cũng như là đóng góp một số các Phật tử. Và bây giờ chúng tôi thấy có hai cái ủy ban thanh lý, thanh tra để mà kêu gọi những người mà cho vay mượn hoặc là những người đã đóng góp á, ghi danh để mà trả lại tiền. Thì cả hai bên đều làm cái công việc này. Thì đối với những cái người quan sát bình thường thì thấy rất là bối rối. Không biết là cơ quan nào sẽ là cái người kiểm tra và trả lại tiền những người đã cho vay để mua chùa Phật Quang, và cái số tiền đó bây giờ ai giữ, thưa giáo sư Ái? Dạ, tôi thấy rằng là cái việc là bên phía Thượng tọa Đắc Đẳng lấy cái cớ bán chùa để trả nợ đó, đó là cái cớ thì nó không có đúng, là bởi vì cái chùa đó là của giáo hội mua. Thì có thể là trong cái giai đoạn mà mua đó có một người phụ trách đại diện giáo hội, cái giai đoạn mà mua đó thì Thượng tọa Đắc Đẳng đang còn giữ cái chức gọi là quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, thì hiển nhiên là giáo hội cũng thể đi mua, về giáo hội làm cái tên đó nó có một cái người đại diện đó là quyền chủ tịch, là Thượng tọa Thích Đắc Đẳng đi mua. Nhưng mà
mỗi cái đặc biệt trong xã hội thống nhất thì nó có một cái nhiệm kỳ, mỗi 2 năm, mỗi 4 năm thì có thể thay đổi cái vị chủ tịch đó. Thì nếu như ví dụ đến cái lúc mà quyền chủ tịch giác đẳng mà không còn làm quyền chủ tịch nữa thì sẽ có người thay. Thì người thay đó phải tiếp tục lo cái nhận vấn đề nợ nần của cái ngôi chùa đã mua. Sẽ đâu có bao giờ mà ai bắt một cái vị quyền chủ tịch rồi khi mà không làm quyền chủ tịch phải mang cả cái nợ đó, thì cái chuyện nó vô lý quá. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao những cái người thân cận của thượng tọa đất đảng cũng như thượng tọa đất đảng cứ bảo rằng là tôi phải bán để tôi giải nợ, có ai bắt đâu. Thì tôi nhớ rõ ràng trên đài là chính An Dương Phục đã có từng phỏng vấn hòa thượng Thích Huyền Việt đó, thì lúc đó ngài cũng có bảo rằng ngài có đến gặp thượng tọa đất đảng để nói rằng thôi bây giờ ngài nên ôn hòa như cái lời hứa viết ở trong cái đơn xin từ chức, là chúng con sẽ trao lại tất cả sổ sách tài chánh và xin Đức Tăng Thống cử người kế tục để chúng con giao. Thì bây giờ cái người kế tục là thượng tọa Hòa Việt, thượng tọa Huyền Việt đến, thì thượng tọa đất đảng từ chức bảo từ khước, nghĩa là không chịu bàn giao sổ sách, không cho viết cái vấn đề tiền bạc mua. Và chính thượng tọa cũng nói trên bài Sài Gòn Radio đã nói rằng kể vấn đề nợ nần tôi sẽ tiếp tục lo. Thì đã có một người lo rồi thì chuyện gì mà mình phải mang cái nợ vào cái chuyện đi bán chùa. Thì tất cả cái đó nó hết sức là giả trá, và nhất là cái người bán chùa lại một cái ông mà không biết đạo Phật là gì, chưa hề ở trong đạo Phật, cũng chưa hề là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là cái ông luật sư Tây Văn Điêu. Và cái điều mà tôi có nghe cái cuộc phỏng vấn của Anh Dương Phục hôm vừa rồi với thượng tọa đất đảng, tôi thấy có những cái điều nó rất là sai. Ví dụ như là bảo rằng là bây giờ chúng tôi phải dân chủ, tất cả mọi việc không phải do tôi lo mà là do hội đồng quản trị. Nhưng mà hội đồng quản trị thì nó thuộc của Giáo hội thống nhất, mà hội đồng quản trị thì có 3 người ban đầu, tức là thượng tọa đất đảng, chị Lan và ông Trần Đình Minh. Thế rồi đến khi ngày 22 tháng 8 từ chức rồi, nhưng vẫn đưa 6 người mới vào, mà 6 người đó không có chân ở trong văn phòng Hai Viện Hóa Đạo, tức là không đi theo cái quy định của hiến chương. Rồi thì như vậy là thành 9 người. Rồi bây giờ ngày vừa làm cái việc đó ngày 22 tháng 9, thì đến cái ngày 28 tháng 10 thì bây giờ lại gạt luôn 6 cái người mà thượng tọa đấy bảng đưa vào, tức là tay chân của thượng tọa đó, 6 người đưa vào và đưa cái ông Tây Văn Yêu làm chủ tịch. Không ai có thể tưởng tượng một cái người không biết gì về đạo Phật, không là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà bây giờ làm chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế là thượng tọa bảo là có 9 người, nhưng mà 9 người là họ đã trục xuất chị Lan ra mà cũng không cho biết gì hết. Cái đó là phi pháp luật. Rồi bây giờ đây ngày 28 tháng 10 vừa qua đó, thì họ lại rút hết 6 người họ ra, cũng không hiểu vì sao, không đèn không tống rút ra. Rồi bây giờ cái hội đồng quản trị đó nó chỉ có một người thôi, vừa làm chủ tịch vừa làm thành viên, tức là ông Tây Văn Điêu. Thì tôi không hiểu cái dân chủ nó là thế nào. Dân chủ ta đưa 6 người vào bất chấp chiến trường của giáo hội, không hỏi ý kiến ai hết, kể cả không hỏi ý kiến của cái người sáng lập là chị Lan. Rồi bây giờ chị Lan cũng bị đuổi ra, rồi thì đuổi hết cả 6 người của họ ra để mình một mình. Tôi thấy theo pháp luật thì khi mà lập hội thì ít nhất phải có 3 người. Phải có 3 người thì khi mà bỏ phiếu đa số nó mới có 2 người thắng, 1 người thua. Chứ còn bây giờ 1 người, tức là 1 người sẽ quyết định từ cái dân chủ đó, cái dân chủ cá nhân của tự đội đất đảng, tôi nghi ngờ quá. Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc. Theo giáo sư đó thì bây giờ không biết là sẽ giải quyết như thế nào, tiếp tục cái vụ kiện rồi nó sẽ dẫn tới đâu, mà cái rạn nứt khởi đầu đó mà theo thượng tọa đất đảng trả lời của phỏng vấn của chúng tôi ở trên đài này vào hôm thứ Sáu vừa qua, thì nói là cái nó cũng phát xuất từ giáo sư Võ Văn Ái là một người rất là độc tài,
mà cũng xen lẫn vào rất là nhiều chuyện và có tính cách độc đoán. Và vì thế cho nên Thượng Tọa nói nguyên văn như thế này, tức là muốn có một giáo hội không giáo sư Võ Văn Ái, thì không biết là giáo sư Ái nghĩ sao? Trước cái đó thì dễ lắm, bởi vì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó có một cái truyền thống lục hòa, Đức Phật chế ra từ 3.000 năm trước, là cái 6 món hòa chỉnh để mà không có cãi mắng nhau mà sống một cách hòa hợp với nhau. Cái gì đem chia sẻ hết, thì chia sẻ từ vật chất cho đến vấn đề kiến thức mọi cử, thì trong đạo Phật cái gì cũng phải đưa ra hết. Mỗi chư tăng thì mỗi tháng họ có cái bố tát, tức là họ họp nhau lại, họ xem rằng trong tháng qua mình có phạm cái lỗi gì, phạm cái giới gì hay không. Nếu mình có phạm giới thì mình nói ra, mình nói ra xong thì chư tăng sẽ coi như là coi như cái không có cái lỗi lầm nữa, là bởi vì đã dám nói ra cái sự sai lầm của mình. Thì trong cái đạo Phật là luôn luôn có cái sự chia sẻ nhau, đó là chia sẻ nhau từ chư tăng cho đến Phật tử. Thì ví dụ như họ thấy rằng tôi Võ Văn Ái có phạm những cái gì đó nó nghiêm trọng quá đi, nó sẽ làm cho cái giáo hội nguy cơ, thì chỉ cần đưa lên một buổi họp, đưa ra buổi họp và nói rằng cái ông Ái này ông ấy làm nhiều chuyện lôi thôi quá, giáo hội mình sẽ chết nếu như ông ấy còn đó, thì đưa ra một cái đại hội đồng để quyết định. À đúng quá, chư tăng chư Phật tử đưa ra những cái bằng chứng rất rõ ràng là cái ông này ông chỉ có phá hoại giáo hội mà ông không làm phát triển phát huy cái giáo hội thì nguy quá, thì bây giờ để cho ông ấy nghỉ việc. Cái việc nó dễ dàng lắm, có khó gì đâu. Cũng như một cái tổ chức nào nó mà có cái cương lĩnh, giáo hội chúng tôi thì có cái huy chương đó. Còn bây giờ nếu như mà tưởng tượng như là Quốc hội Hoa Kỳ, các vị dân biểu mà họ chống nhau rồi họ đi ra họ lập một cái quốc hội khác thì cái đó đâu phải là dân chủ. Mà Quốc hội Hoa Kỳ thì tôi thấy là các ông dân biểu, thượng nghị sĩ họ cũng chống nhau dữ lắm, là mỗi người có ý kiến. Nhưng mà khi có ý kiến họ đưa ra trước đại hội đồng, họ bàn cãi với nhau rồi họ lấy một cái quyết định, rồi thì ai mà thiểu số thì phải theo cái đa số, cái đó gọi là dân chủ. Thì trong đạo Phật chúng tôi cũng vậy, áp dụng cái chuyện nếu như Võ Văn Ái vi phạm hiến chương là điều nào, đưa ra, đưa bằng cớ. Thì đến bây giờ đây thì tôi thấy rằng từ Thượng Tọa Đắc Đẳng cho đến những người tay chân của Thượng Tọa thì luôn luôn kết án tôi hai điều là độc tài, độc đoán và làm giáo chỉ giả. Đấy. Thì nếu như bây giờ họ nói như vậy, họ đưa ra bằng chứng thì cũng không cần phải đại hội đồng gì nữa. Phật tử họ thấy như vậy là bê bối quá, không thể đồng ý cho cái ông này nữa, thì viết một cái thỉnh nguyện thư đưa cho Đức Tăng Sống yêu cầu bãi chức ông này đi. Thì cũng nói rất dễ dàng, tại sao không làm, mà cứ bảo là độc tài rồi giáo chỉ. Tại sao khi mà tôi chuyển cái giáo chỉ của Đức Tăng Sống tới cho Thượng Tọa Đắc Đẳng Tấn Thông lên làm quyền chủ tịch thì Thượng Tọa không bảo là ố tại sao ông đưa cái giáo của ông Ái viết cái giáo chỉ giả như thế này? Hết khi ông bị mất chức thì lúc đó ông mới bảo là giáo chỉ giả, còn khi cái giáo chỉ mà tân ông lên á thì ông không bảo là giáo chỉ giả. Cũng như tất cả các vị hòa thượng trước đây, hòa thượng Chánh Lạc, hòa thượng Vinh Lý cũng vậy. Khi mà chúng tôi chuyển là vì sao? Là vì tôi là đại diện cho Viện Hóa Đạo ở nước ngoài, chúng tôi là ở trong Viện Hóa Đạo thì tôi có cái bổn phận là những cái văn kiện ở trong nước gửi ra cho chúng tôi thì chúng tôi chuyển đến văn phòng 2, bởi vì văn phòng 2 là một cái cấp thấp hơn Viện Hóa Đạo. Thì tôi chuyển, khi mà khi chúng tôi chuyển để mà Tấn Phong vị này lên hòa thượng, vị kia lên chủ thượng tòa, Tấn Phong vị này lên chủ tịch, vị kia làm tổng thư ký, thì ai cũng vui vẻ mà ăn mừng nữa. Nhưng mà chỉ có đến khi mà có vấn đề mà bị một cái giáo chỉ bãi chức đi thì lúc đó họ bảo rằng tôi làm cái giáo chỉ giả. Nhưng mà không bao giờ cung cấp được cho bất cứ ai biết rằng tôi làm giáo chỉ giả. Ông Nguyễn Cương là cái người rất sơ cơ, ông mới bảo ông mới hoạt động có 5 năm thôi. Tôi lấy làm lạ là cũng đầu năm 2014 này, trước đây chúng tôi vui vẻ lắm, mỗi lần tôi sang Hy Sân thì anh chị Nguyễn Cương có mời chúng tôi tới nhà ăn cơm, vui vẻ lắm. Tôi còn nhớ mãi là anh còn tặng cho tôi một cái giá để mà để cái micro làm đài Á Châu, làm đài Phật giáo Việt Nam. Thì chúng tôi không hiểu gì cả, mà bây giờ thì ông ấy bảo là ông nhận ra tôi là cái người độc đoán, độc tài, thế là ông chống.
nhưng mà ông không đưa bằng thớ, thì tôi chỉ mong rằng các vị đó, dù là trên phương tiện tài chính, tiền bạc, họ hay nói vấn đề tiền bạc, vấn đề giáo trị giả, vấn đề độc tài, vấn đề độc đoán. Nói là tôi, một mình tôi là liên lạc duy nhất, là liên lạc được với Tổng thống. Đâu có phải một mình tôi, bao nhiêu vị đều có thể điện thoại được cả. Tôi liên lạc thường xuyên với Đức Tổng thống là bởi tôi có cái nhiệm vụ, tôi là người phụ tá của Ngài về vấn đề quốc tế. Tình hình quốc tế như thế nào, biến chuyển như thế nào liên quan tới Việt Nam thì lại chúng tôi cố vấn cho Ngài những cái việc đó. Thì vì vậy mà chúng tôi có thường xuyên tiếp xúc. Nhưng mà tự đoạn đất bằng thì cũng đã nói chuyện với Đức Tăng Thống mà nghe bảo đâu là còn giao cho Ngài làm lãnh đạo được. Thì rồi tôi biết rõ ràng là trong từ tháng 7 đến bây giờ Thượng Tọa đã gửi về những cái người mà thay mặt Thượng Tọa để nói chuyện với Đức Tăng Thống. Mà trong những cái nói chuyện Đức Tăng Thống đó ít nhất theo cái chuyện tôi biết thì đã có ông Bùi Nghĩa, có một vị sư, có cô Ngọc Hân, có ông Cao Văn Hiền, có ông Nguyễn Thần Châu. Bao nhiêu người về để mà phúc tình cái chuyện của Thượng Tọa Đắc Đằng, chứ có phải một mình tôi mà nếu như nói như vậy thì xem thường Đức Tăng Thống quá. Tôi nói cái gì Ngài cũng nghe sao? Ngài sẽ nghe nhiều tiếng chuông. Và trong những cuộc phỏng vấn Ngài cũng đã nói tôi nghe nhiều tiếng chuông lắm. Thành ra bây giờ bảo rằng tôi là người duy nhất mà tôi là một người cư sĩ thì làm sao mà có thể đối với người Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là cái người tức là một bậc đúng là cao tăng mà nhà học giả nữa, thì một cái người như vậy đâu có dễ tin. Mà tôi chỉ có cố vấn những vấn đề quốc tế thôi. Mà bây giờ bảo rằng tôi là người duy nhất ảnh hưởng đến Tăng Thống thì cái đó là tôi cho là nói dối, không có đúng như vậy. Giáo sư ấy có độc tài không? Cũng có lấn quyền trong những cái lúc điều hành mà làm cho một số người, trong đó có Thượng Tọa Giác Đẳng anh Nguyễn Cường, bảo là không thể làm việc được tại vì là quá độc tài, có hay không? Thật sự ông Nguyễn Cương thì tôi không có gì dính dáng với ông, bởi vì ông không có chức vụ gì trong cái thời gian mà tôi làm việc với văn phòng 2. Tôi chỉ biết ông giúp cho Thượng Tọa Giác Đẳng làm cái đài bên đường về Bến Giáng, tức là ở một cái cấp khác, chúng tôi không có liên lạc. Chúng tôi không có giao thiệp gì về đến cái việc mà gọi là sinh hoạt của xã hội, và nó không có vấn đề gì hết. Đối với Thượng Tọa Đắc Đằng, tôi là người ủng hộ. Và tôi biết đấy là một vị tăng còn trẻ. Cái thời mà chúng tôi nói chuyện với nhau thì tôi thấy là rất tha thiết với Đức Tăng Thống, rất tha thiết với xã hội, và cũng tha thiết với chuyện nhân quyền đất nước. Thì tôi thấy một cái đó là một cái nhân quyền rất là tốt, mình phải ủng hộ. Và chúng tôi ủng hộ nhiều hơn hết. Có nhiều cái sai lầm của Thượng Tọa tôi cũng không nói ra trong các buổi họp. Tôi chỉ có viết thư riêng mà nói một cách rất nhẹ nhàng. Ví dụ tôi thấy rằng Thượng Tọa từ cái chức tổng thư ký mà lên quyền chủ tịch thì tôi cũng thấy rằng là rất đông Phật tử than phiền là viết thư Ngài không trả lời, điện thoại Ngài không trả lời. Thì tôi có viết một cái thư rất là vui vẻ để nói là Thượng Tọa nên kiếm một cái người làm tổng thư ký để trả lời cho đỡ đòn cho Thượng Tọa. Thì cái gì tôi cũng nói rất là nhẹ nhàng. Ngay ở cái vấn đề người ta than phiền về tài chính đã rất nhiều, thì tôi cũng nói Thượng Tọa nên công bố cho nó minh bạch vấn đề tài chính, bởi vì người ta hay thường công kích các nhà sư thì cứ hai cái chuyện là hay công kích là phụ nữ và vấn đề tiền bạc. Thì mình bây giờ phải làm sao để cho đừng để cho cái phe họ phá không gì cả, họ đã tạo chuyện rồi mà bây giờ nếu mà để sơ hở thì phiền lắm. Thì tôi chỉ có cái thư nói riêng ra thôi, thì tôi không có một cái áp lực gì. Nếu áp lực đó thì thực sự tôi ở một cái chức vị cao hơn Thượng Tọa Đắc Đằng. Ví dụ Thượng Tọa ra một tờ báo tôi có quyền ngăn cấm, bởi vì nó thuộc phạm vi truyền thông, nhưng mà tôi không hề nói một cái gì hết, bởi vì tôi biết rằng Thượng Tọa sai, nhưng mà tôi nghĩ rằng phải để cho Thượng Tọa làm. Thì thật tình nếu Thượng Tọa là một người có lương tâm, mà trong ngày thứ nhật của ngày hội giác, nhìn ngày hội giác mà tự tấn lương tâm thì biết rằng tôi chỉ có ủng hộ Thượng Tọa Đắc Đằng. Ngài nhờ tôi làm một cái gì, xin một cái thông bật này, thông bật kia, thông điệp nọ thì tôi đều thi hành hết, không có một vấn đề gì có thể nói là gây buồn phiền cho Thượng Tọa Đắc Đằng hết. Mà không hiểu vì sao tự nhiên là bây giờ Ngài lại quật lại bảo tôi là độc tài độc đoán. Tôi chỉ giúp, bởi vì chúng tôi làm cái việc gì
giáo hội đã bị đánh tan hoang do chế độ cộng sản. Chúng tôi chỉ làm một việc làm sao để phục hồi được cái quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội và vận động quốc tế. Vấn đề chính của tôi là vấn đề vận động quốc tế, chứ không phải là vấn đề nội bộ của chư tăng hay là nội bộ của các cư sĩ. Việc đó là của có các bộ tổng bộ trưởng họ làm. Thì tôi không có vấn đề gì cả, mà không hiểu sao tôi lại độc tài. Chính thượng tọa mới độc tài trong tất cả các cái việc hành xử trong suốt một năm qua. Tôi nhớ trong những cái buổi họp văn phòng 2, tôi không bao giờ đưa ra cái vấn đề tài chính hết, mặc dù tôi biết đó là vấn đề lớn và đang có. Có nhiều vị khác ở trong văn phòng 2 phê bình và yêu cầu phải thượng tọa phải công bố minh bạch cái sổ sách ra. Thì thượng tọa cứ hứa rằng là trong một tháng nữa, trong hai tuần lễ nữa, nhưng mà hứa mà không bao giờ làm. Đến lúc người ta công kích, bây giờ công kích ngay trong một buổi họp của văn phòng 2 đấy, chứ không phải bên ngoài. Thì thượng tọa một hôm đó thượng tọa nghe như vậy, thượng tọa bảo là cắt ngay để cho tôi làm việc. Rồi thượng tọa cúp cái điện thoại, bỏ cái phòng họp đi ra. Mình là quyền chủ tịch, mình là chủ tọa một buổi họp, mình lại có tinh thần dân chủ như mình nói nữa. Mà khi người ta hỏi cái danh sách tiền bạc thì là cắt ngay để tôi làm việc, tôi cúp máy. Mà khi ngài cúp máy thì bởi vì ngài là cái người mà chủ hỏi Viễn Liên vào để họp chung, mà ngài cúp máy thì mọi người không còn ngồi trong bộ phòng họp được nữa. Đấy là cái tư cách dân chủ cá nhân của thượng tọa đất đảng. Chứ còn ngoài ra tôi không có, nếu độc tài thì tôi chỉ mong rằng khi ngay thượng tọa thôi, chứ đừng có nói ai hết. Đó. Cho tôi một cái ví dụ, ngày đó, tháng đó, ông độc tài như thế này, bằng cái cử chỉ này, bằng cái việc làm này, cho tôi biết. Nếu mà tôi có đúng như vậy, tôi xin sám hối trước đại chúng. Mà nếu không đúng thì tôi nói không đúng. Vậy thôi. Còn tôi giúp cho thượng tọa rất là nhiều từ 10 năm nay, chứ không phải là mới có mấy tháng trời sau này đâu. Và tôi là người ủng hộ cho thượng tọa, chứ có phải tôi không ủng hộ đâu. Tự nhiên thì thượng tọa có một cái chính sách mới, tức là phải dẹp cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Và đấy là cái sự thật. Và tất cả những cái tay chân của thượng tọa, điện thoại đi khắp nơi để mà báo cho mọi người biết rằng cái phòng thông tin Phật giáo quốc tế sẽ được thượng tọa đã lặng đẹp. Đấy, thì tôi không hiểu vì sao mà lại dẹp cái phòng thông tin. Nếu phòng thông tin làm sai về chính sách, về bất cứ cái gì, thì cứ việc phê bình thôi. Và nếu phê bình tôi không làm, thì cái đó tìm đến thượng cấp và giải nghiệm. Cái chuyện nó dễ dàng lắm. Và tại sao không dùng cái phương pháp đó, cũng như bây giờ thượng tọa rất bằng thực tình một xin thưa thiệt với anh Dương Phục và quý vị khán giả, nếu như mà thượng tọa rất bằng chịu công bố vấn đề tài chính sổ sách, mà trước đây thì tôi đã nói chính Đức Tăng Thống dạy tôi là phải nhắn bên hải ngoại, tài chính rất nguy hiểm, người ta phá nền, mỗi tháng phải có báo cáo về tài chính. Tôi có nói lại lời đó cho thượng tọa rất bằng nghe, nhưng mà suốt từ khi thượng tọa lên trong một năm dòng không có một báo cáo nào hết. Rồi cái chương mục của giáo hội có tên là văn phòng hai việc hay là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì không để cho cái bà tổng thủ quỹ đứng mở chương mục, mà lại để cho thượng tọa rất bằng và cô Ngọc Hân. Mà cô Ngọc Hân là cô không có một cái chức vụ gì trong giáo hội hết cả, cũng chưa phải là thành viên của giáo hội nữa, mà bây giờ đứng giữ cái quỹ của giáo hội. Thì những cái việc làm như vậy không cho là dân chủ, bởi vì như vậy là bất hợp lệ, bất hợp pháp. Và xin thưa thật tôi, nếu như ai bảo rằng thượng tọa đất đảng hay bất cứ người nào nói rằng tôi độc tài, thì xin cho tôi những ví dụ, ít nhất cho tôi xin 3 cái ví dụ. Nếu bảo tôi làm giáo chỉ giả, xin cho tôi 3 cái ví dụ, 3 cái giáo chỉ giả. Những cái giáo chỉ như giáo chỉ số 7, số 9, nó gây đến cái sự mà lôi thôi rất lớn vào năm 2007, thì chính Đức Cố Tăng Tổng Thích Huyền Quang nói trên đài Á Châu Tự Do rằng giáo chỉ số 9 do tôi ban hành và xin cảm ơn tất cả quý vị sư tôn Đức đã áp dụng cái giáo chỉ đó. Còn những giáo chỉ số 10 thì bao nhiêu lần phỏng vấn họ thượng tọa độ đều nhắc tới cái việc ngài ban hành cái giáo chỉ số 10, mà lại cứ bảo tôi là cái người làm giả thì làm sao? Mà tại sao tôi phải đi làm giả? À, bây giờ thưa giáo sư Hải, mà tới cái tình trạng này ngày hôm nay, như là đường nói chuyện bây giờ giữa giáo sư Hải và quý thính giả đang nghe,
với cùng với chúng tôi đã từng phỏng vấn Thượng tọa Giác Đẳng ngày hôm thứ Sáu, và Thượng tọa Giác Đẳng cũng có hứa là sẽ trở lại đài để mà hội thoại một lần nữa, và cũng sẵn sàng nhận những cái cú điện thoại của thính giả để mà đả thông vấn đề. Theo giáo sư Ái, tới giai đoạn này có hòa giải được không? Cái đó là bởi vì hòa giải là phải gặp đôi bên, là bởi vì hiện tại nó xảy ra cái sự tranh cãi của hai bên, thì cái hòa giải phải là cả hai bên chứ không phải một bên. Cái hòa giải của bên phía chúng tôi là phía giáo hội, đó là cái tổ chức chính thống và duy nhất. Còn cái phái ly khai là phái của Thượng tọa Giác Đẳng, phải có cái tinh thần đối thoại mới được. Và tôi nghĩ rằng giáo hội đã hết sức hòa giải, đối thoại ngay từ đầu. Là cái thông tư của Viện Hóa Đạo yêu cầu, là bởi vì do rất nhiều Phật tử ở nước ngoài gửi về trong nước than phiền về vấn đề tài chính của Thượng tọa Giác Đẳng, và người ta viết thư thì ngài không trả lời. Thành vì vậy giáo hội nó muốn cứu cái uy tín của Thượng tọa Giác Đẳng, để viết một cái thông tư xin Thượng tọa vui lòng báo cáo chi tiết tài chính về vấn đề tạo mãi ngôi chùa Phật Quang, đó thì xin gia hạn cho trong 2 tuần lễ gửi về. Thì tôi nghĩ thì ví dụ như 2 tuần lễ mà nó không đủ đó thì có sao đâu. Thì tọa thì cần bảo là ô bây giờ làm sổ sách thì nó lâu quá, thì xin cho 1 tháng là 3 tháng. Thì tôi nghĩ nếu mà Thượng tọa có một cái lời như vậy thì không ai từ chối hết. Mà nếu như Thượng tọa làm việc một cách đàng hoàng giống hệt như tất cả các tổ chức ở trong các nước dân chủ này thì đâu có mất gì giờ. Nếu mà hàng tháng đều có làm sổ sách phân minh, bây giờ cứ rút ra cái chương mục tiền vào tiền ra thì chỉ cần một mấy ngày hay 1 tuần lễ là xong. Nhưng mà vì không làm gì hết, nó lâu thôi, nó lên nhanh. Thành vì vậy là không chịu làm trong 2 tuần lễ mà cũng không xin chuyển hạn. Thì vì trong đó trong cái thông tư có bảo rằng nếu như mà không cung cấp trong 2 tuần lễ thì sẽ công bố ra ngoài. Thì đó là cái bước có thể nói rất hòa giải, rất ôn hòa. Thượng tọa bất chấp, không trả lời. Đấy. Rồi đến sau này thì khi mà Hòa Thượng Huỳnh Việt nhận cái chức xử lý thường vụ để mà giải quyết vấn đề sổ sách tài chính đến tận chùa Pháp Luân, thì Thượng tọa bảo rằng là để cho suy nghĩ một đêm. Rồi đêm sau thì Hòa Thượng gọi lại, thì Thượng tọa bảo rằng họ không chịu. Mà họ là ai? Thượng tọa là cái người đứng đầu quyền chủ tịch, là mình là cái người quyết định họ, mà đưa họ, họ nào? Tại sao họ không chịu làm? Mà lại mình là cái người chủ chốt và nó bảo là họ không chịu, và đã từ chối. Thì đây là cái bước thứ hai của vấn đề ôn hòa, hòa giải không được. Thì chúng tôi thấy rằng, mà trong khi đó thì đồng ý như trong buổi phỏng vấn thì Thượng tọa kết án Hòa Thượng Huỳnh Việt và tôi là cái người gây ra những cái chuyện nói năng ồn động, còn bên phía Thượng tọa không có một lời nào. Thì tôi đồng ý rằng cho đến giờ này thì Thượng tọa không có một cái công bố lời nào ồn ào hết. Nhưng mà Thượng tọa để cho những cái tay chân nó viết những cái bài hết sức là hạ cấp. Thì xem cái tăng nhà của Thượng tọa Giác Đẳng là cái tiếng nói lên kia ở Đà Lạt. Thì những cái bài viết trong đó nó hung hăng và nó mất lễ độ lắm. Thì Thượng tọa không nói, nhưng mà tay chân Thượng tọa nói thì nói vậy thôi. Ông Cương thì chẳng qua ông ấy tin tôi là độc tài là bởi vì Thượng tọa nói. Thì ông ấy tin chứ ông có biết tôi là ai đâu mà độc tài ra không độc tài. Ông có làm việc với tôi đâu mà không biết độc tài. Thành ra cái bước thứ ba là thấy rằng khi mà cái tình nghĩa và cái đạo tình nó không còn nói được, chuyện được với nhau nữa, thì buộc lòng phải đặt cái vấn đề pháp lý. Và trong một cái nước dân chủ thì chỉ có tòa án mới có thể phân xử ngay cái vấn đề vợ chồng. Bất đồng với nhau thì đánh nhau, chửi nhau thôi mà nó không đi tới đâu cả. Cuối cùng thì có tòa án mới cho phép ly dị hay sao thì nó có thể giải quyết được. Đấy là con đường của các nước dân chủ, là vấn đề pháp quyền. Thì đầu tiên hết thì tôi thấy cái tổ hợp luật sư của bà Tam Đi Trần thì đã viết một cái thư gửi cho Thượng tọa Giác Đẳng và tất cả những cái người của Thượng tọa, tức là 5 vị ở trong hội đồng quản trị vân vân, và nói rằng trong 1 tuần lễ xin các vị kiếm một cái vị luật sư, một cái người hòa giải đó, để đến nói chuyện chung với nhau để tránh cái chuyện kiện tụng. Thì tôi thấy đó là cái sự
một cái chuyện chứ rất lớn, chứ có đâu có phải là đùng một cái là kiện người ta ra tòa đâu. Có đưa một cái thư đàng hoàng vì sao mà chúng tôi thấy có vấn đề, và những vấn đề đó là những vấn đề gì, trình bày rất rõ ràng trong một hồ sơ rất dày, và xin trong một tuần lễ trả lời cho chúng tôi và chọn một cái người hòa giải bên phía các vị cùng với chúng tôi chấp nhận một vị đánh án, cựu đánh án nào đó làm cái vai trò mediator đứng ra để nói chuyện với nhau để tránh cái chuyện kiện tụng, bởi vì đạo Phật là cái đạo từ bi không nên kiện tụng. Thì sau 7 ngày thì thượng tọa Đắc Đẳng và tất cả nhóm của thượng tọa không trả lời và cũng không cử một cái vị nào ra để nói chuyện hết. Thì tôi thấy biết bao nhiêu lần chúng tôi đã đưa những cái ngọn sào cho thượng tọa Đắc Đẳng, nhưng mà thượng tọa, bởi tôi nghĩ rằng thượng tọa đã có một cái con đường của thượng tọa, và con đường đó không phải là con đường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bằng cớ là bây giờ đấy đã tiếng dân và bán chùa cũng không cho ai biết, mà người bán chùa lại một cái người ngoại đạo làm chủ tịch văn phòng hai viện ngoại đạo, bán cái chùa đó là ông Tế Vinh Điêu. Thưa giáo sư, có nghĩa rằng là bây giờ là phía giáo sư sẵn sàng bãi nải để đối thoại nếu mà thượng tọa Đắc Đẳng chấp nhận cái đó, có đúng vậy không? Không, tôi thấy là trước mắt là nếu bây giờ thượng tọa đã không làm những cái điều thượng tọa hứa đó, thì chúng tôi không nói rằng giáo hội bắt buộc thế này bắt buộc thế kia. Giáo hội chỉ mong rằng một cái người điều hành một cái cơ sở hải ngoại phải báo cáo về tài chính, và đặc biệt báo cáo về tài chính chùa Phật Quang chi thu, báo cáo cái tiền đi cứu trợ Philippines nhận 70.000 đấy mà không đi cứu trợ, 200,000 cho Nepal cũng không báo cáo đấy. Thì không có báo cáo gì cả, cái việc sự quả cứ việc công bố trước tất cả mọi người về tất cả sổ sách chi thu tài chính tạo mãi chùa Phật Quang và hai cái vụ cứu trợ Philippines và Nepal. Nếu có những cái sự đó đàng hoàng như vậy thì có thể bắt đầu từ đó nói chuyện với nhau được. Nhưng mà cho tới giờ này thì cái yêu sách đó nó đến từ viện hòa đạo không được thượng tọa hồi đáp. Một cái người ở cấp thấp mà cấp trên hỏi mình báo cáo sổ sách, mình không cần trả lời mà, và cũng không làm và không cần trả lời, thì như vậy đủ thấy rằng cái tinh thần dân chủ của ngài như thế nào. Và thành ra tôi thì không có quyền, bởi vì cái vấn đề mà bãi nại hay không thì đây tôi nói bây giờ nó thuộc vào cái quyền của tổ hợp luật sư của bà Tam Lê Trần rồi. Thì bây giờ cái việc bãi nại này thì phải thượng tọa phải đến dàn xếp nói chuyện với tổ hợp luật sư, rồi thì lúc đó thì có thể sẽ tìm ra được một cái cách nào đó để tránh đi những cái chuyện mà không ai thích, không ai vui. Chúng tôi chả vui gì trong một cái vụ kiện đối với một tôn giáo mà phải kiện nhau thì nó đau xót lắm. Nhưng mà trong với một con người mà không lấy tình nghĩa, không lấy cái đạo tình mà cư xử với nhau, mà chỉ làm nói một đường là một ngã, nói trắng mà làm đen, thì phải nhờ đến pháp lý thôi. Thì bây giờ pháp lý đã bắt đầu rồi, đã truy tố rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà thượng tọa Đắc Đẳng muốn bãi nại thì là tránh đi một cái vụ kiện mà không vui cho ai hết kể là chúng tôi. Thì bây giờ thượng tọa đến xin gặp luật sư Trần và giàn xếp. Đấy là cái bước mà tôi nghĩ có thể làm được. Mà làm được đó là của phía bên phía ly khai. Ly khai cái giáo hội là phía của thượng tọa Đắc Đẳng. Rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay, và chúng ta cũng gần sắp hết giờ. Xin mời giáo sư Ái có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời làn sóng ạ. Dạ, thì để đúc kết thì tôi chỉ xin nhấn mạnh một cái điều mà bên phía thượng tọa Đắc Đẳng và những cái người tay chân của thượng tọa đó hay muốn nói rằng là Đức Tăng Thống ra một cái quyết định số 20 bắt thượng tọa là phải từ chức, chấp nhận từ chức, nhưng mà bắt thượng tọa phải trả nợ đó. Thì tôi thấy cái lý luận đó mà hôm nói chuyện vừa qua thì dường như là thượng tọa cũng nói trong, hay là ông Cương cũng nói trong cái kiểu đó, đó là
bắt chấp nhận người ta từ chức mà bắt người ta phải trả nợ thì làm sao, thì như vậy chúng tôi phải bán chua chứ. Nhưng mà tôi thấy đó là cái sự đọc văn tiếng Việt mà không hiểu, bởi vì trong cái quyết định số 20 ở điều 3 đó, Đức Tăng Thống viết như thế này: do bởi thượng tọa không hề báo cáo hay phúc trình Phật sự hải ngoại, đặc biệt vấn đề tài chính chi thu trong việc tạo mãi chùa Phật Quang tọa lạc tại thành phố Huntington Beach, Hoa Kỳ, cũng như báo trình giấy tờ về sở hữu chủ của chùa Phật Quang, nên dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên kể từ ngày quyết định này ban hành, thượng tọa phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân trước luật pháp Hoa Kỳ về những số tiền nợ mà Chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật tử cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn, cũng như việc tạo mãi chùa Phật Quang ở địa chỉ nói trên. Tức là chỉ nói rằng bởi vì ngài không có chịu thông báo về tài chính, bởi vì việc cho biết tài chính như thế nào thì cái người kế nhiệm mới có thể tiếp tục trả nợ. Còn bây giờ không cho biết gì cả, vị kế nhiệm họ không biết làm việc thế nào, thì tất nhiên cái người không báo cáo tài chính minh bạch sổ sách, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chứ không phải bảo rằng là bây giờ chấp nhận cho từ chức nhưng mà phải trả nợ nhé, còn giáo hội chúng tôi không dính gì vào, thì đấy là cái điều vô lý. Bởi vì giáo hội mua, giáo hội phải tiếp tục trả nợ, nhưng mà giáo hội phải biết rằng mượn của ai, ai cho bao nhiêu, nợ người nào bao nhiêu năm phải trả, thì lúc đó mới giáo hội mới trả nợ được chứ. Còn bây giờ nếu mà giáo bên này không chịu cung cấp cái chi tiết đó thì giáo hội biết trả nợ cho ai? Thì như vậy thì thượng tọa chắc chắn là cái người phải chịu cái trách nhiệm trước pháp lý. Cho cái câu viết đó thì họ suy diễn ra rằng là à, bắt cho người ta từ chức rồi bắt người ta trả nợ vô lý quá. Nếu tôi thì tôi cũng đồng ý với tôi là vô lý, bắt người ta từ chức mà có ai bắt thượng tọa phải trả nợ đâu, có cái người kế nhiệm họ lo. Nhưng mà người kế nhiệm phải có sổ sách mới có thể lo được. Để tôi xin nói cái điều mà cái lý do và cái nguyên cớ mà họ đưa ra để giải thích cái việc bán chùa nó không có cơ sở. Và đây là cái điều cuối cùng tôi xin được nói với anh Dân Phục và quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã dành cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chúc giáo sư một ngày bình an ở tại Paris. Xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục và cũng kính chúc anh như vậy, và xin kính chào quý vị khán giả của Đài.